Nó có 4 cấp độ xây dựng thương hiệu. Cấp độ số 1 này, là chúng ta sẽ có một cái nhãn hiệu. Chúng ta có một nhãn hiệu cho nó bảo hộ rồi. Ở đây mà các anh chị nào làm kinh doanh ấy, các anh chị anh nhớ kiểm tra cho mình một cái xem nhãn hiệu mình đã được bảo hộ chưa. Bởi vì rất nhiều học viên của mình đến với mình 50-60% là gì ạ? Đi kinh doanh nhưng mà chưa không bao giờ bảo hộ nhãn hiệu. Đấy là một trong vấn đề lớn. Có doanh nghiệp mình tư vấn cho marketing vào 3 năm đốt tiền quảng cáo, đốt mất khoảng độ hơn 20 tỷ. Sau mới nhận ra là gì? Là cái thương hiệu mình không bảo hộ được, phải đổi tên. Rất nhiều doanh nghiệp như vậy. Mình tư vấn cho một công ty về bất động sản trong Hồ Chí Minh phân phối. Cái công ty tên là Profiland của gọi là Phan Thành Nhân. Mình vào mình hỏi là ông này ông kinh doanh 2 năm rưỡi rồi. Ông ấy chưa bao giờ ông ấy bảo hộ nhãn hiệu cả. Mình check, bảo vệ kiểm tra ngay lập tức. Cấp độ thứ hai là chúng ta có một thương hiệu bắt đầu có uy tín trên thị trường rồi, đã biết đến tên mình rồi, biết đến. Câu thứ ba là chúng ta sẽ bán một cái gì ạ? Chúng ta sẽ bán một phong cách sống. Và thứ tư là chúng ta sẽ bán một triết lý gì ạ? Triết lý sống. Đây là 4 cấp độ xây dựng thương hiệu mà Steve Jobs nói đến, case study của Nike và Adidas. Các anh chị biết Nike bán cái gì không ạ? Nike bán gì ạ? Bán tinh thần thể thao, bán tinh thần của những nhà vô địch. Đấy, xây dựng thương hiệu nó phải ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Nike không bán giày mà Nike bán tinh thần của nhà vô địch. Các anh chị biết có giày Nike, anh chị biết được sản xuất tại đâu ạ? Tại Việt Nam. Nike Adidas được gia công tại Việt Nam và Trung Quốc. Và nếu anh chị muốn cạnh tranh với Nike ấy, thì anh chị phải thuê được những cái người ạ, những vận động viên gì ạ, vô địch thế giới. Các anh chị có trả tiền cho họ được để làm thương hiệu không ạ? Nike không bán giày nhé. Nike bán đó là tinh thần của nhà vô địch.